Việt Nam và Hàn Quốc sẽ ký kết kế hoạch hành động tiến tới mục tiêu kim ngạch thương mại 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023. Đó là thông tin được đưa ra trong kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam Hàn Quốc về hợp tác năng lượng, công nghiệp và thương mại vừa diễn ra tại Hà Nội. Bản kế hoạch hành động dựa trên bốn định hướng chính gồm: đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam tiếp tục duy trì và nâng cao giá trị xuất khẩu sang Hàn Quốc, hỗ trợ và nâng cao năng lực cạnh tranh tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc các mặt hàng tiềm năng như dệt may, giày dép, đồ gỗ, nông thủy sản và thực phẩm chế biến, tăng cường chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật từ Hàn Quốc để nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp ô tô, dệt may, hóa chất, cơ khí chế tạo và linh kiện của Việt Nam, từ đó tạo năng lực cạnh tranh thúc đẩy xuất khẩu trở lại Hàn Quốc và xuất khẩu sang các nước khác trong lĩnh vực công nghiệp bộ trưởng bộ công thương việt nam trần tuấn anh và bộ trưởng bộ thương mại công nghiệp và năng lượng hàn quốc sung junmo đã thống nhất các hoạt động thúc đẩy chuyển giao công nghệ tăng cường kết nối đầu tư giao thương đặc biệt trong lĩnh vực ô tô cơ khí điện tử diệt may nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp việt nam nâng cao năng lực sản xuất tạo cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp hàn quốc cũng như toàn cầu trong lĩnh vực năng lượng việt nam đã cam kết hợp tác thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp hàn quốc vào phát triển các nhà máy điện lng và năng lượng tái tạo cũng như các hoạt động hợp tác nâng cao hiệu quả an toàn năng lượng trong lĩnh vực thương mại mở rộng quy mô thương mại song phương cũng như tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại giữa hai nước như thúc đẩy mở cửa thị trường cho các loại nông sản giải quyết các vấn đề kỹ thuật ảnh hưởng đến việc xuất nhập khẩu giữa hai bên hạn chế áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại bảo vệ sở hữu trí tuệ và chống hàng giả phát triển hạ tầng logistics và phân phối đặc biệt nếu kịp hoàn thành thủ tục trong nước Hai bên dự kiến sẽ ký kết thư trao đổi về việc triển khai điều khoản cộng gộp xuất xứ nguyên liệu dệt may giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong khuôn khổ hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU, tiến tới sớm ban hành các hướng dẫn giúp các doanh nghiệp hai bên tận dụng nguồn nguyên liệu dệt may chất lượng cao nhập khẩu từ Hàn Quốc phục vụ sản xuất xuất khẩu sản phẩm dệt may của Việt Nam đi các nước thuộc liên minh châu Âu.